Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online ngày 1 tháng 6. Chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Ban tổ chức đối thoại Shangri-La, vào tối qua ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 12. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra những đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực thời gian qua, trong đó có các vấn đề về hợp tác an ninh biển và bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Kết hợp nêu chính sách quốc phòng an ninh của Việt Nam và nhấn mạnh yêu cầu chung về bảo đảm và thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Trong chương trình Việt Nam Online ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 12. Thưa ngài Thủ tướng Lý Hiển Long, thưa tiến sĩ John Chipman, thưa quý vị và các bạn, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ngài Lý Hiển Long, Thủ tướng nước chủ nhà Singapore, tiến sĩ John Chipman và ban tổ chức đối thoại Shangri-La 12 đã mời tôi dự và phát biểu khai mạc diễn đàn quan trọng này. Sau 12 năm kể từ khi ra đời, đối thoại Shangri-La thực sự đã trở thành một trong những diễn đàn đối thoại về hợp tác an ninh thực chất và hữu ích nhất ở khu vực. Tôi tin rằng sự có mặt của đông đảo các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo quân đội, các học giả có uy tín và toàn thể quý vị tại đây thể hiện sự quan tâm, nỗ lực cùng nhau gìn giữ hòa bình và an ninh cho khu vực châu Á Thái Bình Dương trong một thế giới đầy biến động. Thưa quý vị và các bạn, ngôn ngữ và cách thể hiện dù có khác nhau, nhưng chắc chúng ta đều đồng ý với nhau. Nếu không có lòng tin thì không thể thành công. Việc càng khó, càng cần có niềm tin. Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ, mất lòng tin là mất tất cả. Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ, hữu nghị, hợp tác, là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng niu, vun đắp không ngừng bằng những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp với chuẩn mực chung và với thái độ chân thành. Trong thế kỷ 20, Đông Nam Á nói riêng và châu Á, Thái Bình Dương nói chung, vốn là chiến trường ác liệt, bị chia rẽ sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Có thể nói, cả khu vực này luôn cháy bỏng, khát vọng hòa bình. Muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Nói cách khác, chúng ta cần cùng nhau chung tay xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á, Thái Bình Dương. Đó cũng là chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn tại diễn đàn hôm nay. Trước hết, Việt Nam chúng tôi có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng trong hợp tác phát triển của khu vực. Nhưng với xu thế tăng cường cạnh tranh và can dự, nhất là từ các nước lớn, thì bên cạnh những mặt tích cực cũng tiềm ẩn những rủi ro tiêu cực mà chúng ta cần phải cùng nhau chủ động ngăn ngừa. Khu vực châu Á Thái Bình Dương đang phát triển năng động, là nơi tập trung ba nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhiều nền kinh tế
mới nổi. Xu thế hợp tác, liên kết đa tầng đất, đa lĩnh vực đang diễn ra hết sức sôi động và ngày càng thể hiện là xu thế chủ đạo. Điều này là cơ hội hết sức lạc quan cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh trong khu vực những năm qua, chúng ta cũng không khỏi quan ngại trước những nguy cơ và thách thức ngày càng lớn đối với hòa bình và an ninh. Cạnh tranh và can dự vốn là điều bình thường trong quá trình hợp tác và phát triển. Nhưng nếu sự cạnh tranh và can dự đó mang những toan tính chỉ cho riêng mình, bất bình đẳng, trái với luật pháp quốc tế, thiếu minh bạch, thì không thể củng cố lòng tin chiến lược, dễ dẫn tới chia rẽ, nghi kỵ và nguy cơ kiềm chế lẫn nhau, ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ biển Hoa Đông đến biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải, đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền. Tôi muốn lưu ý thêm rằng, lưu thông trên biển chiếm tỷ trọng và có ý nghĩa ngày càng lớn. Theo nhiều dự báo, sẽ có trên 3/4 khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển và 2/3 số đó đi qua Biển Đông. Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Trong khi đó, các nguy cơ xung đột tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc dị kỷ, ly khai, bạo loạn, khủng bố, an ninh mạng vẫn hiện hữu. Những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, nước biển dân, dịch bệnh, nguồn nước và lợi ích giữa các quốc gia, thượng nguồn, hạ nguồn của các con sông chung ngày càng trở nên gay gắt. Có thể nhận thấy những thách thức và nguy cơ xung đột là không thể xem thường. Mọi người chúng ta đều hiểu, nếu để xảy ra bất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thể thì sẽ không có kẻ thắng người thua, mà tất cả cùng thua. Vì vậy, cần khẳng định rằng cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả chúng ta. Đối với Việt Nam chúng tôi, lòng tin chiến lược còn được hiểu trên hết là sự thực tâm và chân thành. Thứ hai, để xây dựng lòng tin chiến lược, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đề cao trách nhiệm của các quốc gia, nhất là các nước lớn, và nâng cao hiệu quả thực thi của các cơ chế hợp tác an ninh đa phương. Trong lịch sử thế giới, nhiều dân tộc đã phải gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được khi là nạn nhân của tham vọng cường quyền, của xung đột, chiến tranh. Trong thế giới văn minh ngày nay, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực, ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại, cần phải được tôn trọng. Đây cũng là điều tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược. Mỗi quốc gia luôn phải là một thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh chung. Các quốc gia dù lớn hay nhỏ cần có quan hệ bình đẳng
tôn trọng lẫn nhau, và cao hơn là có lòng tin chiến lược vào nhau. Các nước lớn có vai trò và có thể đóng góp nhiều hơn, đồng thời có trách nhiệm lớn hơn trong việc tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Mặt khác, tiếng nói đúng đắn cũng như sáng kiến hữu ích không phụ thuộc là của nước lớn hay nước nhỏ. Nguyên tắc hợp tác, đối thoại bình đẳng, cởi mở trong ASEAN, các diễn đàn của ASEAN khởi xướng, và ngay đối thoại Shangri-La của chúng ta cũng được hình thành và duy trì trên cơ sở tư duy đó. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Ngài Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia tại diễn đàn này năm ngoái, là các nước vừa và nhỏ có thể gắn kết cùng nhau, cũng có thể gắn kết cùng các nước lớn vào một cấu trúc bền vững ở khu vực. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Ngài Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong bài phát biểu tại Bắc Kinh tháng 9 2012, cho rằng sự hợp tác tin cậy và trách nhiệm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực cho lợi ích chung của khu vực. Chúng ta đều hiểu rằng châu Á Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả các nước trong và ngoài khu vực cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích. Tương lai của châu Á Thái Bình Dương đã và sẽ tiếp tục được tạo dựng bởi vai trò và sự tương tác của tất cả các quốc gia trong khu vực và cả thế giới, nhất là các nước lớn. Và chắc chắn trong đó không thể thiếu vai trò của ASEAN. Tôi tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất. Tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới. Điều quan trọng là sự kỳ vọng đó cần được củng cố bằng lòng tin chiến lược, và lòng tin chiến lược cần được thể hiện thông qua những hành động cụ thể mang tính xây dựng của các quốc gia này. Chúng ta đặc biệt quan trọng vai trò của một nước Trung Hoa đang trỗi dậy mạnh mẽ, và vai trò và của Hoa Kỳ, một cường quốc Thái Bình Dương. Chúng ta trông đợi và ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà các chiến lược, các việc làm của hai cường quốc này tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vừa đem lại lợi cho chính mình, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung. Tôi muốn nhấn mạnh thêm là các cơ chế hợp tác hiện có trong khu vực như diễn đàn khu vực ASEAN, hội nghị cấp cao Đông Á, hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, cũng như đối thoại Shangri-La đã tạo ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác an ninh đa phương và tìm giải pháp cho những thách thức đang đặt ra. Nhưng có thể nói rằng vẫn còn thiếu, hay ít nhất là chưa đủ lòng tin chiến lược trong việc thực thi các cơ chế đó. Điều quan trọng trước hết là phải xây dựng sự tin cậy lẫn nhau trước các thách thức, các tác động, và trong tăng cường hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, các tầng lớp, cả song phương và đa phương. Một khi có đủ lòng tin chiến lược, hiệu quả thực thi của các cơ chế hiện có sẽ được nâng lên, và chúng ta có thể đẩy nhanh mở rộng hợp tác, đi đến giải pháp về mọi vấn đề, cho dù là nhạy cảm và khó khăn nhất. Thứ ba, nói đến hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng của khu vực châu Á Thái Bình Dương, chúng ta không thể không nói đến một ASEAN đồng thuận
đoàn kết và với vai trò trung tâm trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương. Khó có thể hình dung được một Đông Nam Á chia rẽ, xung đột trong chiến tranh lạnh lại có thể trở thành một cộng đồng các quốc gia thống nhất trong đa dạng và đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc đang định hình ở khu vực như ASEAN ngày nay. Sự tham gia của Việt Nam vào ASEAN năm 1995 đánh dấu thời kỳ phát triển mới của ASEAN, tiến tới hình thành một ngôi nhà chung của tất cả các quốc gia Đông Nam Á đúng với tên gọi của mình. Thành công của ASEAN là thành quả của cả quá trình kiên trì xây dựng lòng tin và văn hóa đối thoại, hợp tác cũng như ý thức trách nhiệm chia sẻ vận mệnh chung giữa các nước Đông Nam Á. ASEAN tự hào là một hình mẫu của nguyên tắc đồng thuận và lòng tin vào nhau trong các quyết định của mình. Đó là nền tảng tạo sự bình đẳng giữa các thành viên. Cho dù một Indonesia với dân số gần 1/4 tỷ người và một Brunei với dân số chưa đến nửa triệu người, đó cũng là cơ sở để các nước ngoài khu vực gửi gắm lòng tin vào ASEAN với tư cách là người trung gian thực tâm trong vai trò dẫn dắt nhiều cơ chế hợp tác khu vực. Với tư duy cùng chia sẻ lợi ích, không phải kẻ được người mất, việc mở rộng cấp cao Đông Á mời Nga và Hoa Kỳ tham gia tiến trình ADMM cộng đã được hiện thực hóa tại Việt Nam năm 2010 và thành công của EAS, ARS, ADMM cộng những năm tiếp theo đã củng cố hơn nữa nền tảng cho một cấu trúc khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm, đem lại niềm tin vào tiến trình hợp tác an ninh đa phương của khu vực này. Tôi cũng muốn đề cập trường hợp Myanmar như một ví dụ sinh động về kết quả của việc kiên trì đối thoại trên cơ sở xây dựng và củng cố lòng tin, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau, mở ra một tương lai tươi sáng không chỉ cho Myanmar mà cho cả khu vực chúng ta. Đã có những bài học sâu sắc về giá trị nền tảng của nguyên tắc đồng thuận thống nhất của ASEAN trong việc duy trì quan hệ bình đẳng cùng có lợi với các nước đối tác và phát huy vai trò chủ động của ASEAN trong những vấn đề chiến lược của khu vực. ASEAN chỉ mạnh và phát huy được vai trò của mình khi là một khối đoàn kết thống nhất. Một ASEAN thiếu thống nhất sẽ tự đánh mất vị thế và không có lợi cho bất cứ một ai, kể cả các nước ASEAN và các nước đối tác. Chúng ta cần một ASEAN đoàn kết vững mạnh, hợp tác hiệu quả với tất cả các nước để chung tay vun đắp hòa bình và thịnh vượng ở khu vực, chứ không phải là một ASEAN mà các quốc gia thành viên buộc phải lựa chọn đứng về bên này hay bên kia vì lợi ích riêng của mình trong mối quan hệ với các nước lớn. Trách nhiệm của chúng ta là nhân thêm niềm tin trong giải quyết các vấn đề, trong tăng cường hợp tác cùng có lợi, kết hợp hài hòa lợi ích của quốc gia mình với lợi ích của quốc gia khác và cả khu vực. Việt Nam cùng các nước ASEAN luôn mong muốn các nước, đặc biệt là các nước lớn, ủng hộ vai trò trung tâm, nguyên tắc đồng thuận và sự đoàn kết thống nhất của cộng đồng ASEAN. Trở lại vấn đề Biển Đông, ASEAN và Trung Quốc đã cùng vượt qua một chặng đường khá dài và cũng không ít khó khăn để ra được tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Phnom Penh năm 2002. Nhân kỷ niệm 10 năm ký và thực hiện DOC, các bên đã thống nhất tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC. ASEAN và Trung Quốc cần đề cao trách nhiệm, cùng nhau củng cố lòng tin chiến lược. Trước hết là thực hiện nghiêm túc DOC, nỗ lực hơn nữa để sớm có Bộ Quy tắc ứng xử COC
phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chúng tôi cho rằng ASEAN và các nước đối tác có thể cùng nhau xây dựng một cơ chế khả thi để bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải trong khu vực. Làm được như vậy sẽ không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và tạo điều kiện để giải quyết các tranh chấp, mà còn khẳng định những nguyên tắc cơ bản trong việc gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác, phát triển của thế giới đương đại. Đối với các vấn đề an ninh phi truyền thống và các thách thức, trong đó có an ninh nguồn nước trên các dòng sông chung, bằng việc xây dựng lòng tin chiến lược, tăng cường hợp tác, hài hòa lợi quốc gia với lợi chung, tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ đạt được những thành công, đóng góp thiết thực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt lịch sử mấy ngàn năm, Việt Nam đã chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra. Việt Nam luôn khao khát hòa bình và mong muốn đóng góp vào việc củng cố hòa bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để có một nền hòa bình thật sự và bền vững, thì độc lập chủ quyền của các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cần phải được tôn trọng. Những khác biệt về lợi ích, văn hóa cần được đối thoại cởi mở trên tinh thần xây dựng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta không quên, nhưng cần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Với truyền thống hòa hiếu, Việt Nam luôn mong muốn cùng các nước xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Việt Nam kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam không ngừng nỗ lực làm sâu sắc thêm và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác hợp tác cùng có lợi với các quốc gia. Chúng tôi mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một khi nguyên tắc độc lập chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi được cam kết và nghiêm túc thực hiện. Nhân diễn đàn quan trọng này, tôi trân trọng thông báo Việt Nam đã quyết định tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Trước hết là trong các lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Những năm qua, việc duy trì tăng trưởng kinh tế khá cao đã tạo điều kiện cho Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng ở mức hợp lý. Việc hiện đại hóa quân đội của Việt Nam chỉ nhằm tự vệ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Đối với các nguy cơ và thách thức về an ninh khu vực đang hiện hữu như bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông, biển Đông, Việt Nam trước sau như một, kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Các bên liên quan đều phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định tuân thủ nhất quán tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, nỗ lực làm hết sức mình cùng ASEAN và Trung Quốc nghiêm túc thực hiện DOC và sớm đạt được COC.
là quốc gia gian biển, Việt Nam khẳng định và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của mình theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Thưa quý vị và các bạn, hòa bình, hợp tác và phát triển là lợi ích, là nguyện vọng tha thiết, là tương lai chung của các quốc gia, các dân tộc. Trên tinh thần cởi mở của đối thoại Shangri-La, tôi kêu gọi tất cả chúng ta bằng những hành động cụ thể hãy cùng nhau chung tay xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore, sáng ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Singapore. Các tập đoàn lớn của Singapore đánh giá cao những tiến triển quan trọng sau 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và kinh doanh. Việt Nam là một trong hai nước ở khu vực Đông Á thu hút đầu tư từ Singapore nhiều nhất với trên 1.000 dự án và tổng vốn đầu tư 43 tỷ đô la Singapore, với biểu hiện sinh động là những khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đang hoạt động rất hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai chiều cũng không ngừng tăng lên hàng năm và đạt trên 15,8 tỷ đô la Singapore trong năm ngoái. Các công ty của Singapore có lịch sử kinh doanh lâu dài đang tập trung vào phát triển chuỗi giá trị cao như điện tử, dịch vụ logistics, y tế có thể bổ sung và hỗ trợ cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp, Việt Nam chủ trương nhất quán tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, luôn coi đầu tư thương mại nước ngoài là một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam, đồng thời luôn coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài chính là thành công của chính mình. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Singapore vừa mở rộng vừa đầu tư mới vào Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam chủ trương tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, trong đó tiếp tục hoàn thiện đầy đủ thể chế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, huy động các nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao. Cho biết hai bên đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam-Singapore lên tầm đối tác chiến lược, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định đây là cơ hội, điều kiện để hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại đầu tư ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Chiều ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến đi tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore. Tin buồn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban tổ chức Trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Hồ Đức Việt, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1947, quê quán xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 10, đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10, 11, 12. Huân chương độc lập hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 17 giờ 15 phút ngày 31 tháng 5 năm 2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Trên 45 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Hồ Đức Việt, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Hồ Đức Việt theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Chính phủ vừa ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải. Theo đó, một số cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Đường thủy Nội địa, Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải và Cảng vụ Đường thủy Nội địa, cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thời hạn thanh tra chuyên ngành độc lập đối với mỗi đối tượng thanh tra là 5 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành thanh tra. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra gia hạn thời gian thanh tra, nhưng thời gian gia hạn không được vượt quá 5 ngày làm việc.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới Quân Banh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và sửa đổi hiệp định tín dụng của dự án này. Phó Thủ tướng giao các cơ quan chủ quản của dự án, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ra quyết định phê duyệt điều chỉnh các hạng mục chi của dự án và kéo dài thời gian thực hiện các hoạt động của dự án đối với các hợp tầng tương ứng, làm cơ sở để tiếp tục triển khai dự án. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, đơn vị thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm đảm bảo cho các hoạt động của dự án được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2013. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 1 tháng 6 đến nay kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.